Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình CRC A380, một thương hiệu xe của Mỹ, và cái mức giá em đang bán tại cửa hàng rất là rẻ, chỉ có là 5.600.000 cho một chiếc xe đạp CRC thương hiệu của Mỹ rất là tốt, và model A380 A318, khung nhôm, lốp xe nguyên bản, toàn bộ xe là nhập khẩu chính hãng nguyên zin hết, tất tần tật 100% nguyên zin, từ những cái vành bánh, cọc yên, phốt tăng vẫn là nguyên zin của xe luôn. Trang bị phanh dầu 5.8 và các bạn có một chiếc xe phanh dầu của Avit, tay bấm 9 speed, tay bấm 9 lít, và bên này là 3, tương ứng với cả 3 tầng đĩa và 9 tầng lít, xe 27 tốc độ khác nhau. Phanh dầu làm sóc theo xe, bánh 26 inch nguyên bản hết, tông màu rất là đẹp, tông màu đen pha vàng cực kỳ thể thao và đẹp luôn. Ngoại hình xe thì ngoại hình tổng thể xe thì các bác có thể thấy trên hình đấy, xe thì do là qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước hay là xước răm, xước nhỏ không thể tránh khỏi. Còn giá tổng thể thì chiếc xe này còn giữ được cái độ đẹp, nó cũng tương đối là cao, khá là mới, khung thép sơn các thứ còn rất là bóng. Sử dụng bộ chuyển động AC da 9 tầng lít và xe này là 3 tầng đĩa, 5.600.000 với những cái option giao trên xe này thì quá là hợp lý để cho các bác mua về và sử dụng xe đạp thể thao, thể dục hàng ngày, rèn luyện sức khỏe cực kỳ là nó hợp lý. Máy Eurovatic, thời gian sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ Sôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Sai xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm, thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m63-1m64 đến khoảng 1m75, phù hợp. Động rất mượt mà này, vận hành các thứ của chiếc xe còn rất là tốt. Cái giá bán của chiếc xe như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 5.600.000, một chiếc giá rất là hợp lý cho một chiếc xe thương hiệu Mỹ, thương hiệu rất là tốt, cộng với bộ chuyển động Shimano Aceza phanh dầu. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.